Em một ngày của cha thật đầy ơn phước của Chúa. Trước khi chúng ta thờ phượng Chúa, tôi cũng ao ước mời tất cả quý ông bà anh chị em, những ai trong tuần lễ có niềm vui nào, có ơn phước nào muốn làm chứng, muốn chia sẻ với hội thánh, xin kính mời bước lên đây để cùng chia sẻ với hội thánh chúng ta. Dạ, kính mời anh Tường. Kính chào quý mục sư và kính chào hội thánh. Tôi có lời xin lỗi hội thánh là mỗi lần tôi lên đây chắc quý vị đều rất là chán, bởi vì tôi không có tài ăn nói. Tôi có niềm vui, niềm vui của tôi mới có từ ngày từ đêm hôm qua đến giờ thôi. Tôi phải cầm giấy, tôi mới nhớ để mà tôi nói hết. Cũng xin quý vị, chào mừng chị, chào mừng chị trở lại nhà thờ. Tôi có niềm vui thì từ tối hôm qua thôi. Cũng xin quý hội thánh cũng chia sẻ, cũng chia mừng giùm tôi, nhưng mà chia mừng ít thôi nha. Chuyện là tôi vui đến độ mà mỗi ngày tôi uống cà phê, khi tôi uống cà phê thì tôi đập ruồi, tôi cầm cái cây để tôi đập ruồi. Nếu mà hồi xưa đó thì tôi không biết tôi đập bao nhiêu con, nhưng mà bây giờ thì tôi đập khoảng chừng mỗi ngày 10 con thì tôi đập khoảng được 6 con thôi. Nhưng mà hôm nay tôi vui đến độ mà 10 con tôi đập hết 10. Tôi đập trúng hết 10 con. Tại vì tôi muốn theo một cái câu mà hồi xưa Việt Nam mình có hay nói là ngày xưa lên ngựa bắn cung, ngày nay xuống ngựa, ngày nay xuống ngựa lấy cây đập ruồi. Cái chuyện là tối hôm qua là thứ bảy, thì Texas mình nó có cái Texas Lottery, nó có nhiều tôi gọi là cảnh sát sổ số kiến thiết tiểu bang. Thì cái đây khoảng 15 năm tôi đi lên Oklahoma City, tôi chơi với một người em, tôi có dò số thì tôi chỉ trúng có 5 con thôi. Tôi chỉ trúng có 5 con thôi. Mà tôi đã muốn đứng tim rồi, mặt mày tôi xanh hết. Tôi không có thể nào đứng được mà tôi phải ngồi. Cái người em tôi mới thấy vậy hỏi anh bị sao vậy? Nói anh trúng được 5 con số. Thì người em tôi nó mới chạy lại, nó cầm cái vé số tôi nó ra, nó nói, cái nó dò lại, nó nói ông trúng có 4 con à ông nội. Lúc đó tôi mới hoàn hồn lại. Nhưng mà ngày tối hôm qua tôi dò số, tôi trúng 6 con. Cảm ơn thầy. Nhưng mà Hay có một điều là hồi xưa tôi có trúng 5 con mà tôi đã muốn xỉu. Mà ngày hôm qua tôi không có bị cái gì hết. Tôi tưởng là tôi đã đi, nếu mà trúng 6 con vậy là thăng thiên rồi, không? Nhưng mà tôi không có. Tôi mừng lắm, tôi rất là mừng. Quý vị có mừng giùm tôi không? Nhưng mà ít thôi nha. Tôi mừng quá, tôi nhảy lên, tôi nhảy cẳng lên, tôi chạy vòng vòng. Tôi dấp té, tôi dấp vô cái chân vô cái bàn, cho nên tôi té. Thì quý vị biết gì không? Dạ. Dạ, tôi nằm mơ, tôi thức dậy, đó là tôi nằm mơ thôi. Nhưng mà đó là một giấc mơ đẹp, phải không quý vị? Một giấc mơ đẹp, cho nên tôi vẫn vui đến giờ phút này. Dạ, chuyện đó xin hết, xin kính chào. Dạ, cảm ơn. Happy Father Day, quý ông. Dạ, cảm ơn anh Tường rất nhiều. Tôi xin nhắc nhở tất cả quý ông bà, anh chị em rằng là
trúng số nhiều khi rất là nguy hiểm cho mạng sống của chúng ta. Thành ra tôi khuyến khích tất cả chúng ta đừng ai nên mua vé số cả. Tạ ơn Chúa. Quý vị ông bà anh chị em khác có niềm vui nào khác, xin mời anh Hồng Phúc. Chào Cương bà, toàn thể chị em. Nãy anh Tường anh nói lên đây mà anh không có gì đó, không có được anh nói khéo, nhưng mà anh lên mình thấy vui lắm. Không ạ, anh Tường lên là mình không phải là vấn đề ai anh nói hay, mà là cái tấm lòng anh chia sẻ với niềm vui mọi người. Cái chuyện anh đập ruồi á, mình cũng rất là thích, tại vì mình cũng mê cái màn đập ruồi lắm. Phật, nhất là ở Việt Nam nó nhiều ruồi đó, vui lắm. Đập pháp chết 7 con rồi đi khoe mọi người, cái màn nó vui lắm. Nhưng mà cái niềm vui phúc thì đến từ cách đây không biết mấy ngày nữa, thì có một chị em nói Phúc gửi hình bố ba mình qua đó, thì ít ai mà nghĩ đó. Thành ra Phúc được cái dịp mà khoe bố mình. Bố Phúc hiện chả gì đặc biệt đâu, cũng là người đàn ông thế thôi. Nhưng mà khi mà nhắc đến bố thì nhiều khi mình nhớ lắm. Phúc có giữ một cái đồng hồ ra Rolex nha. Nói đến đồng hồ Rolex thì phải nhắc đến anh Phúc ở đây, chuyên gia. Nhưng mà rất tiếc cái đồng hồ bố Phúc nghèo ra, cái đồng hồ rất thích là Rolex Hồng Kông. Nó chắc giá trị nó không bao nhiêu, nhưng mà từ khi ba của Phúc mất năm 2007, mình giữ cho nó chạy đến giờ. Có lần mình đem về mình cho một cái ông thợ sửa đồng hồ Việt Nam muốn thay pin. Ông nói cái đồng hồ này nói của bố mình, từ khi bố mình mất mình không còn giữ lại cái này, mình thay pin lúc nào nó cũng chạy hết. Mình cứ cảm giác như bố mình vẫn còn ở trong lòng mình, cứ tích tắc cái đồng hồ Rolex già, nhưng mà nó vẫn chạy tới bây giờ, vẫn chạy tốt. Và cái điều đó làm khi đến ngày mà của cha đó, thì không biết là có gì đặc biệt không, mà vài đêm trước Phúc nằm mơ thấy mình sống nhỏ, có bố, có cha, có mẹ, cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm thấy một cái niềm vui giống như anh Tường ấy nằm mơ trúng số. Nhưng mà ở trên ban cho mình cái giấc mơ là được thấy cha mình trong cái thời mà mình còn bé làm sao đó, mà sống vui lắm, cảm thấy rất là happy khi mà có cha mình. Mặc dù mình nghĩ có thể ngày nào đó, không biết ở đâu đó, về tâm linh thì có gặp hay không, nhưng mà khi nằm mơ vậy cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì Phúc cũng nhân ngày Father Day, các quý ông rất là đẹp trai, rất là mặt mũi rất là vui khi mình được mình nhớ đến cha mình, cũng có khi mình nhớ đến con mình. Mình làm người cha, có đã từng là người con có cha, hôm nay mình cũng có khi mình có con, mình cảm thấy tình thương rất là lớn lao. Và quý ông rất là đẹp, các quý ông ở đây đều đẹp hết, nên mình cũng chia sẻ cái niềm vui đó. Cảm ơn quý ông bà. Dạ, cảm ơn anh Phúc. Chúng ta lát nữa sau khi chấm dứt thờ phượng, mình sẽ có chương trình về các người cha ở ngoài phòng thông công. Thành ra kính mời quý ông quý bà có những niềm vui nào chia sẻ về cha của mình, để dành lát ở đây chúng ta sẽ chia sẻ trong giờ thông công đó. Tôi rất là vui mừng được đón tiếp chị Barbara trở lại thăm viếng hội thánh của chúng ta. Chị đi du lịch cũng đã lâu và Chúa cho về được bình an. Tạ ơn Chúa về điều này. Và cũng tạ ơn Chúa ngày hôm nay có ông bà Dốn và chị Thái cũng đến thờ phượng với chúng ta. Dạ, xin được chúc mừng tất cả quý vị. Vì ông bà Mục Sư Việt đi đón ông bà Dốn, thành ra cũng trễ nải, chúng ta cùng chuẩn bị để thờ phượng Chúa. Tôi xin có một thông báo như thế này, là thông thường thì mình sẽ có cái buổi thông công ở bên ngoài phòng thông công ngày hôm nay để chia sẻ về những người cha. Nhưng mà riêng ngày hôm nay bà Mục Sư Hiền có làm một cái video về những người cha trong hội thánh. Tôi sẽ mạn phép sẽ chia sẻ cái video đó sau bài giảng. Tại vì nếu mà chúng ta chờ ra ngoài phòng thông công để mà coi video thì mình không có cái máy chiếu tốt để mà chiếu những cái hình ảnh của quý vị gửi vô. Vì thế cho nên mình sẽ có cái video về những người cha sau bài giảng, rồi thì tôi sẽ cầu nguyện chúc phước và chúng ta sẽ thông công với nhau ở bên ngoài phòng thông công. Giờ này xin kính mời anh Hồng Phúc bước lên đây hướng dẫn thờ phượng.
lần nữa xin kính chào quý ông bà anh chị em và các anh chị vừa mới đến. Hôm nay là ngày của cha, quý ông bà anh chị em vui không ạ? Dạ vâng, mọi người rất là vui. Xin mời ban hát dẫn chúng ta bắt đầu buổi lễ. Và ngày hôm nay cái đề tài là Chúa yêu ta hơn là cha yêu con nữa. Thành ra chúng ta thấy mình yêu con mình sao mà Chúa yêu mình hơn như vậy nữa. Và cái bài hát chúng ta bắt đầu là bài hát là được làm con vua thánh trên trời, mình được làm con và vua thánh nữa. Trên trời tình yêu ấy không thể phai, đức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dẫu tôi đi tới nơi nào, thương sống khổ hay hiểm nguy, cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn cao sai. Ôi Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về mùa chi cao, trong tay Chúa tôi không
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày mới để có thể sống trên đất này và cảm nhận tình yêu thương của Ngài. Và hôm nay là ngày lễ được diễn ra để nhớ đến người cha thuộc về thuộc thể của chúng con. Chúa ơi, mối quan hệ của chúng con với những người cha thuộc thể của chúng con rất phức tạp. Đối với một số người thì tình yêu của cha giống như tình yêu của Chúa, quá sâu, quá dài, quá rộng và quá mạnh để đo lường. Có một số người khác thì người cha lại không gần gũi với con. Đó là những lỗ hổng trong tình cảm cha con trong gia đình. Và cũng có những tình yêu Chúa, có những người có tình yêu Chúa lấp đầy vào khoảng trống đó mà cha chúng ta đã để lại. Chúng con cảm ơn Chúa vì đã lấp đầy những khoảng trống đó. Dù muốn hay không thì chúng con được định hình bởi mối quan hệ hoặc là thiếu mối quan hệ với người cha của mình. Cho nên ngày hôm nay chúng con nhớ là ý nghĩa của việc người cha đã làm, là chúng con nhận ra tầm quan trọng của những người cha trong cộng đồng chúng con. Với ơn phước của Chúa, chúng con cam kết với tư cách là một gia đình tâm linh sẽ yêu thương và khích lệ những người cha giữa chúng con để họ thể hiện tình yêu thương của Thượng Đế trong tất cả những gì họ làm với con cái của họ. Cầu xin Thiên Chúa là cha chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có tầm quan trọng để noi gương Chúa khi chúng con lớn lên trong đức tin. Xin dạy chúng con biết vâng theo ý cha, kính cha như con phải làm. Cảm ơn Ngài đã thương xót và bất chấp sự bất tuân của chúng con. Xin thêm sức cho chúng con để chúng con được đứng vững vào những thử thách của thế giới này, tiếp tục tôn vinh danh Chúa và tin cậy vào ân sủng của Ngài. Giờ này tất cả chúng con cùng nhau đến đây để tôn vinh danh thánh của Ngài, tình yêu thương của Ngài, sự vinh quang của Ngài. Cầu xin tâm viếng mỗi ông bà anh chị em chúng con trong giờ thờ phượng sáng hôm nay. Cầu xin Ngài đón nhận những lời hát tôn vinh. Cầu xin Chúa cho chúng con được cảm nhận được sự hiện diện của Chúa quân trong ngày hôm nay, khi tất cả chúng con cùng cất tiếng tôn vinh danh Ngài. Chúng con cũng dâng hiến lời cảm ơn của chúng con khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con nghe lời Chúa trong kinh thánh được rao giảng. Mà ngày hôm nay chúng con sẽ được nhận lời đó Chúa rao giảng qua một sư hiện tôi tớ của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước đặc biệt cho ông để ông rao giảng phúc âm của Chúa cho chúng con ngày hôm nay. Cầu xin cho ông được phước của Thánh Linh khi ông rao giảng lẽ thật và chân lý, mà cầu xin Thánh Linh cũng chạm lòng chúng con để chúng con có thể hiểu làm theo ý muốn của Ngài. Và chúng con cầu xin Chúa hiện diện của chúng con và ban phước trong thời gian này. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin cảm ơn mục sư Trần Hồng Việt. Xin mời quý ông bà chị em ngồi xuống. Hôm nay ngày của cha, nếu mà chúng ta nhớ đến cha rất là vui. Nhưng bài hát hôm nay chúng ta đi đến là có Chúa dắt đưa đời tôi thấy thỏa lòng, dù cho sông tố giông tố dường như cuốn tôi đi xa Ngài, cha luôn soi đường dìu đưa qua vào chốn hiểm nguy, nâng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu. Chúa là Chúa của tình yêu và có Chúa có Chúa dẫn đưa đời tôi thấy thỏa lòng, dù cho giông tố dường như cũng tôi đi xa Ngài, cha luôn soi đường nhiều đường qua bao chốn hiểm nguy, nâng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mê mông, nhìn lên thì nhìn xinh tươi Chúa ban. Lớn quá ước muốn Ngài ban cho tôi những không việc thay tình yêu Chúa lòng sâu, có Chúa chăm lo đời tôi thấy thỏa lòng, ngày luôn chăm sóc đàn chim bé đơn sơ không nhà, qua bao năm dài Ngài lo toan nuôi nấng chiến thơ, tôi thấy vui buồn nhờ tay Chúa quyền năng. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mây mông, nhìn lên thì nhìn xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn Ngài ban cho tôi những công việc thay tình yêu Chúa lòng sâu.
đời sống tâm linh không nghèo. Quanh em luôn ngày ngày nuôi tôi như cánh chim non. Qua những khó khăn ta ơn Chúa nhiều hơn. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Hạnh phúc lớn quá ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không biết hay tình yêu Chúa rộng sâu. Nuôi đời tôi thấy hòa lòng, dù trong cuộc sống hay thử thách gian nan đang chờ, tâm linh an bình và yên vui ca hát thanh thơi, phong phú được tình giàu sức sống tình yêu. Đời tôi bay cao như chim lượn qua không gian mênh mông, nhìn lên thì nhìn xin tôi Chúa ban. Lớn quá ước muốn ngài ban cho tôi nhưng không thiệt hay tình yêu Chúa rộng sâu. Amen. Chạm lòng con, Chúa ơi, Chúa ở cùng với chúng ta khi với anh chị em chúng ta ở cùng với nhau thì Chúa sẽ giữa chúng ta. Mong rằng trong cái bài giảng sắp tới chúng ta nghe được từ tiếng Chúa và Chúa chạm lòng chúng con, chạm lòng con. Quý vị cùng nhau chúng ta thôi mình Chúa bài thánh ca ở chạm lòng con. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con không xa ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con say mê ngài. Vươn con vươn lên khỏi chốn tối tăm thiên đàng, vươn con vươn lên khỏi nghi ngờ và sâu não. Con sẽ hát chúc ca ngợi khen danh Chúa, xin thần linh đến chạm vào tâm con Chúa ơi. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu ngài. Bước con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi ngờ và sâu não, thì con sẽ hát chúc các lời khen danh Chúa. Xin thần linh thế ngày
lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt qua mưa thế, thôi cho tôi thắng tiền vàng. Vượt qua mưa lên, thôi nghi ngờ và sâu nắng. Thì con sẽ hát chúc ba lời khen danh Chúa. Xin thần linh đến. Theo là chúng ta có thời gian dâng hiến sau nhạc đạo dạo và dâng hiến, xin mời xin nhờ ban phụ nữ nhận tiền dâng hiến. Chúa Trời yêu thương của con quý nào cảm tạ ơn thương xót của Chúa. Chúa đã nhìn giữ chúng con trong những ngày qua được một sự bình an. Giờ này đây chúng con cho phép chúng con đến nhà của Chúa để dâng lên cho Chúa những lời ca tiếng hát cũng như lòng tôn vinh ngợi khen cho thánh của Ngài. Nguyện xin Ngài ở cùng với chúng con, ban cho chúng con lúc nào cũng yêu mến và vâng phục Ngài trong mọi sự. Con quý nào cảm tạ ơn Chúa. Giờ này đây chúng con có số tiền để dâng cho Chúa. Nguyện xin Ngài dùng số tiền này để lo công việc nhà thánh của Ngài. Và nguyện xin Ngài ban cho chúng con có sức khỏe cũng như trên công ăn việc làm của chúng con. Hầu chúng con lúc nào cũng được bàn tay chăm sóc của Chúa dẫn dắt chúng con trên bước đường chúng con theo Ngài. Cúi đầu cảm tạ Chúa. Con xin dâng mọi sự trong bàn tay yêu thương của Chúa, con thành kính cầu nguyện. Chúng con Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý bà anh chị cùng ngồi xuống. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đến thời gian đọc Kinh Thánh đối đáp. Xin mời ông Thiên Tường cùng hướng dẫn lời Thánh. Dạ, kính chào quý hội thánh. Hôm nay tôi xin đọc Thi Thiên Kinh Thánh đối đáp trong Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu 14. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng đấng Giê-hô-va. Mọi điều gì trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp,
để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như những con chim đại bàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắng nên từ đâu, Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Dạ, cảm ơn Hội Thánh. Dạ, sau đây là phần giảng luận của Mục sư Bùi Thế Hiền với chủ đề Chúa yêu ta hơn cha yêu con. Xin mời Mục sư. Chương trình giảng luận của tôi hiện nay nằm ở trong sách Công vụ các sứ đồ, với mục đích để chia sẻ với Hội Thánh ý định của Đức Chúa Trời là dùng những người tin Chúa để phát triển Hội Thánh. Chúa đưa những người được cứu vào Hội Thánh để gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian, và cũng để chúng ta được trang bị lời của Chúa, lời Kinh Thánh, và chúng ta được trưởng thành, trở nên những người tiếp tục mang tin mừng của Chúa đến với những người chưa tin. Có điều là tuần này Chúa không cho tôi những câu Kinh Thánh ở trong công vụ để chia sẻ trong ngày của cha, mà Chúa cho tôi một số câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 103 để chia sẻ với quý vị về điều chính Chúa đã tạo dựng ra chúng ta từ cát bụi. Cho nên Ngài là cha của chúng ta, giống như là cha mẹ đã đưa con cái vào thế gian này. Mặc dù là người cha nào cũng yêu thương con cái, nhưng mà sự thật là Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn cha yêu con. Có điều là trong đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay tôi đổi hai chữ ở trong đó. Cũng biết rằng là lúc quý vị đọc Kinh Thánh đối đáp với nhau, có ai nhận ra chỗ nào bị thay đổi không? Rất có thể quý vị nào tham dự lớp học Kinh Thánh tối thứ tư vừa qua và tinh ý một chút thì có thể thấy được hai chữ tôi đã thay đổi ngày hôm nay. Đây là lý do vì sao tôi thay đổi. Quý vị nói con chim này là con chim gì? Eagle. Người Mỹ thì gọi là eagle. Tên riêng của con chim eagle này là bo eagle, tại vì trên đầu nó toàn là màu trắng, trông như là bị hói, thành ra người ta mới đặt tên cho nó là như vậy. Và bo eagle được gọi là con chim quốc gia của Hoa Kỳ. Không ai ở nước Mỹ được quyền bắt nó, săn bắn nó hay giết nó, làm thịt nó. Và Kinh Thánh cũng nói nhiều về loại chim eagle này. Nhưng mà tất cả đều gọi chung là eagle, chứ không có phân biệt chim đầu hói
như tôi vừa chia sẻ lúc nãy. Cựu ước thì dùng cái từ đó, quý vị thấy cái chữ Hebrew đó, chữ đó ý nghĩa dịch ra tiếng Anh là ego. Và tân ước thì dùng cái từ này, tiếng Hy Lạp. Tất cả các bản dịch tiếng Anh đều dịch hai từ đó là ego. Thống nhất, không có sai. Riêng tiếng Việt thì khác. Đa số ở trong Cựu Ước đều dịch là chim ưng. Thí dụ như là trong Ê-sai, bộ đoạn 40 câu 31, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, kích cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cũng có một vài chỗ gọi là chiêm đại bàng, như là trong Xuất Ai Cập ký đoạn 19 câu 4, các con đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta đã chở các con trên cánh đại bàng và dẫn các con đến với ta như thế nào. Thật ra thì bản dịch Văn Khôi cũng vẫn dùng chữ chiêm ưng chứ không dùng chữ đại bàng giống như là bản dịch truyền thống mà chúng ta dùng ở trong hội thánh. Ai nấy đều biết chim ưng hay đại bàng đều là một loại với nhau, phải không? Nhưng mà chữ đại bàng nghe có vẻ lớn lao hơn, quan trọng hơn, vĩ đại hơn. Và rất có thể các dịch giả bản hiệu đính muốn nhấn mạnh về quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên dùng từ cánh đại bàng thay vì chiêm ưng giống như là Phan Khôi. Thành ra cũng dễ hiểu thôi, phải không? Và cũng chính vì muốn nêu cao quyền năng của Chúa nên trong một vài câu kinh thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, nhiều bản dịch tiếng Việt lại dùng từ Phúc Hoàng thay vì chiêm ưng hay là đại bàng. Trong số quý ông bà anh chị em ở đây, ai gọi con chim đó là con chim Phúc Hoàng? Nhiều người còn gọi con chim đó là chim ó hay là chim diều hâu. Tuy rằng hơi sai một chút, tại vì ó và diều hâu thì nhỏ hơn con chim ưng một chút, nhưng mà không có sai lắm. Có điều gọi nó dạ diều hâu nó không có màu trắng, con này là con bôn eagle, con chim ưng mà bị đầu chọc, thành ra nó khác đi một chút xíu. Nếu mà gọi nó là con chim đại bàng thì nhiều người rất là bối rối. Tối hôm thứ Tư trong giờ học kinh thánh, tôi đặt câu hỏi là có ai thấy con chim Phúc Hoàng bao giờ chưa? Thì không ai trả lời là đã trông thấy nó. Nhưng mà có mấy người trả lời Phúc Hoàng là loại chim như thế nào, có ba câu trả lời khác nhau. Và tất cả các câu trả lời đó đều không diễn tả con chim trong cái bức hình này. Chim ưng hay là chim đại bàng theo đúng nguyên ngữ của Kinh Thánh. Người Á Đông thì họ quan niệm về tứ quý, long, ly, quy, phục. Và trong số bốn con thú này thì tôi đã từng thấy con sư tử và con rùa. Ngay cả những con rùa biển sống cả trăm năm, và tôi đã thấy nó ở ngoài biển Đông của chúng ta. Có điều là chưa bao giờ chính mắt tôi trông thấy con rồng và con phượng hoàng bao giờ. Ngoại trừ xem ở trong các bức tượng hay là những bức hình. Và khoa học Âu Mỹ, người ta nói rằng bốn con thánh thú đó
chỉ có ở trong lĩnh vực văn hóa và thiên văn của Á Đông mà thôi. Đó là cái câu nói ở câu tiếng Anh đó, tạm dịch như vậy cho quý vị. Thành ra khi đọc Kinh Thánh hôm nay, thấy bản dịch hiệu đến dùng từ Phụng Hoàng để chỉ con chim ưng, thì tôi hiểu rằng đó là ý riêng của các trước giả, các dịch giả Việt Nam muốn diễn tả sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, chứ không dịch Kinh Thánh theo sát nghĩa của nguyên ngữ. Tiếng Anh cũng có một từ là Phoenix, dịch qua tiếng Việt là Phúc Hoàng. Có điều người ta nói rằng là Phoenix là con vật thần thoại của nền văn minh Hy Lạp, tưởng tượng, chứ không phải là con vật có thật. Thành ra nếu mà chim Phụng Hoàng chỉ có trong huyền thoại mà dùng từ đó để diễn tả một khía cạnh của Đức Chúa Trời thì thật là không có chuẩn bằng từ đại bàng hay là chim ưng. Các dịch giả bản hiệu đính đã dùng từ đại bàng ở nhiều chỗ khác. Hy vọng rằng sau này khi mà quý vị tu chính bản dịch hiệu đính thì quý tôi tới Chúa sẽ thay đổi cho chính xác với lại nguyên ngữ hơn. Thi Thiên 103 được ghi nhận là do vua David viết ra. Trong số 150 bài thi thiên thì có 73 bài có ghi rõ rệt là của do vua David sáng tác. Rồi trong số những bài thi thiên còn lại, tức là 77 bài còn lại, thì không có ghi, có một số bài có ghi rõ tên tác giả, có vào khoảng 30 mấy bài thi thiên không có ghi tác giả là ai. Và nếu mà chúng ta đọc ở trong Tân Ước thì có hai chỗ Tân Ước xác định thêm hai bài thi thiên khác cũng là thuộc vua David. Và nhiều học giả sau này nghiên cứu thì họ nói rằng là cũng có thể một số bài thi thiên khác, tuy rằng không nói là của ai, nhưng họ nghĩ rằng đó cũng là của vua David viết ra. Thành ra mình có thể nói một cách chắc chắn, chính xác là vua David đã viết hơn một nửa quyển sách thi thiên. Mà các bài thi thiên do vua David viết ra đượm nhiều màu sắc cá nhân. Nhà vua nêu ra lòng ăn năn thống hối về những tội lỗi mà David đã phạm. Cũng có những bài thi thiên nêu lên lời cảm tạ vì Chúa đã giải cứu ông khỏi những tội lỗi, khỏi những họa hoành do kẻ thù nghịch gây ra. Và cũng có những bài thi thiên vua David nài xin Chúa trừng phạt những kẻ thù nghịch của vua David một cách xứng đáng về tội lỗi của họ. Và cũng có những bài thi thiên ca ngợi các ân điển chính Chúa ban cho nhà vua. Nhưng mà riêng bài thi thiên 103 thì chỉ có vẻ tổng quát chứ không có cá nhân. Và mở đầu David kêu gọi tất cả mọi người: hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ở đây nhà vua kêu gọi mọi người hãy nhớ đến những ân huệ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tất cả loài người, mà chúc tụng Chúa, ca ngợi Ngài, ca ngợi danh thánh của Chúa. David cũng kêu gọi mọi người hãy ca ngợi Chúa một cách hết lòng, chứ không có chỉ ngoài đầu môi chót lưỡi mà thôi. Hai lần vua David đã kêu gọi linh hồn mỗi người hãy chúc tụng Chúa. Quý ông bà anh chị em có biết con người khác con vật ở chỗ nào không? Nhiều chỗ lắm, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất
Con người khác với con vật là con người có linh hồn. Phải không? Khi mà Chúa sáng tạo ra con người thì Ngài lấy bụi đất nắn nên thành hình người, rồi hà sinh khí vào thì bụi đất đó trở nên một loài sinh linh. Con vật không có được Chúa hà sinh khí vào. Sinh khí đó là phần bất tử. Sinh khí đó là linh hồn của con người sẽ còn lại mãi mãi đời đời. Tại vì nhờ có linh hồn đó, loài người mới có khả năng để nhận biết Chúa và thờ phượng Ngài. Không một loài vật nào trên thế gian có được khả năng đó, kể cả chim ưng hay là đại bàng. Chúng ta ca ngợi Chúa tại vì Ngài ban ơn rất nhiều cho mình. Ngài là người cha nhân từ. Câu số 3 nói rằng chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Theo quan niệm của Cựu Ước thì tội lỗi đưa đến bệnh tật. Mà mình thấy ở trong Tân Ước cũng lắm lúc Chúa Giêsu cũng hay bày tỏ điều đó. Sau những lần mà Ngài chữa lành cho ai thì Chúa thường nói rằng tội lỗi ngươi đã được tha. Và Gia-cơ, người em của Chúa Giêsu, cũng diễn tả một ý tương tự trong đoạn 5 câu 16. Gia-cơ viết rằng: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Tại vì nếu mà bệnh tật không bắt nguồn từ tội lỗi thì đâu có vấn đề Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta để chúng ta được lành bệnh. Thế rồi David viết thêm ở trong câu số 4 về ân huệ lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Và đây là tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho loài người chúng ta. Sứ đồ Phaolô nhận ra điều đó, và trong thư viết cho người Roma đoạn 5 câu 8, Phaolô viết rằng: nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Tình yêu thương lớn lao của Chúa thấy chúng ta là những người sống ngụp lặn trong tội lỗi, không cách gì để mà cứu vớt được, Ngài đã ban con một của Ngài xuống thế gian để chịu hình phạt là sự chết. Thay vì chúng ta phải chết thì Chúa đã sai ngôi hai xuống thế gian để chịu chết cho chúng ta. Không những thế, Chúa còn lập ra hội thánh để gìn giữ con cái của Ngài ở trong đó. Quý vị có biết chữ hội thánh có ý nghĩa như thế nào không? Có phải hội thánh là hội của những người được nên thánh phải không? Chính vì thế cho nên trong các thư tín, các Phaolô hoặc là các sứ đồ khác đều viết rằng là gửi cho các thánh đồ nơi này hay nơi khác. Thành ra tất cả quý ông bà anh chị em là những thánh đồ của hội thánh Baptist xứ Glenn. Chúa gom chúng ta vào trong hội thánh, Ngài làm cho chúng ta được vinh hiển bằng cách cho chúng ta được nên thánh. Và quý vị có thấy câu kinh thánh ở trong Thi Thiên được tôi thay đổi hay là không?
câu số 5 nói rằng Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp để đủ tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim đại bàng. Nếu mà quý vị mở trong kinh thánh của mình ra, chắc rằng là không có thấy chữ đại bàng trong đó, mà là hai chữ phúc hoàng. Amen. Anh Tường rất là tinh tế và nhận ra cái chữ mà tôi đã thay đổi. Bình dịch hiệu đính dùng chữ phúc hoàng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là dùng từ chim đại bàng thì đúng với lại ý nghĩa hơn và sát với lại nguyên ngữ hơn. Ở đây vua David ca ngợi Chúa đã ban ân điển rời rộng cho con dân của Ngài. Đến tuổi trung niên thì họ được thỏa lòng với cuộc sống, đạt được những điều mà họ ao ước và có được sức mạnh, được phục hồi như là thỏa thanh niên. Và đe theo David diễn tả như vậy thì Đức Chúa Trời quả là một người cha tuyệt vời. Người cha tuyệt vời đó tha thứ tội lỗi của con cái, cứu giúp con cái khi hoạn nạn và cung ứng tất cả mọi sự để con cái được vui thỏa với cuộc sống ở trong cánh tay toàn năng của Ngài. Và thế rồi sau khi nêu ra những ân huệ mà Chúa ban cho con cái của Ngài thì David diễn tả các đặc tính của Chúa. Và tôi ghi nhận hai đặc tính quan trọng ở đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng công chính. Các câu 6 và 7 nói rằng Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Ở đây, công chính và công lý nghĩa là không vi phạm bất cứ luật pháp nào đã được ban ra. Mình thấy Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo và Ngài ban cho loài người luật pháp để chúng ta noi theo, hầu chúng ta có một đời sống phước hạnh. Nếu mà chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ có một đời sống phước hạnh. Chúng ta làm theo luật pháp của Chúa, chúng ta sẽ có một đời sống đầy ơn phước. Và chính Chúa, mặc dù Ngài là đấng sáng tạo, Ngài tạo ra các luật pháp, Chúa cũng không vi phạm những luật pháp Ngài đã ban ra. Ngài đã soi dẫn cho Môi-se, các tôi tớ Chúa viết xuống để chúng ta nói theo và chúng ta áp dụng với nhau. Và Chúa không hề vi phạm những luật pháp Chúa đã ban cho. Đó là điều thứ nhất. Đức Chúa Trời là đấng công chính. Thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Câu số 8 nói rằng Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Khi nói ra điều đó thì David chứng minh bằng hai câu kế tiếp: Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Tên là quả thật. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu Đức Chúa Trời không tha thứ mà đối đãi với chúng ta theo những tội lỗi chúng ta đã làm, những gian ác của chúng ta, giống như là loài người thường hay làm, thì có lẽ không ai còn tồn tại trên mặt đất này. Quả thực nếu mà Chúa không tha thứ tội lỗi cho tôi thì tôi không có cơ hội đứng đây để chia sẻ ý nghĩa của lời Ngài cho tất cả quý ông bà anh chị em. Thế nên thật là một tình yêu thương tuyệt vời của Chúa cho loài người chúng ta, một lòng thương xót bao la. Và chính vua David đã đích thân nhận được sự thương xót bao la đó, và nhà vua
đã ca ngợi Đức Chúa Trời rằng vì cách tầng trời xa cách mặt đất bao nhiêu thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài không cách sự vi phạm của chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Có ai đã đo được từ đất lên trời bao xa không? Cao bao nhiêu không? Sự thật là không ai có thể đo được. Người ta có thể tính được khoảng cách giữa trái đất và mặt trời chúng ta nhìn thấy soi sáng cho chúng ta ngày hôm nay. Theo bản tin này, thì từ trái đất cho đến mặt trời trong cái khoảng thời gian vào tháng giêng đó, khi mà hai cái tinh thể này gần nhau nhất đó, thì khoảng cách đó vào khoảng 91.4 triệu dặm. Thế nhưng mà mặt trời vẫn chưa phải là các tầng trời mà Đức Chúa Trời ngự. Cho nên David nói rằng là từ đất lên đến trời còn xa hơn 91.4 dặm này. Người ta cũng có thể đo được từ bờ phía đông sang bờ phía tây của nước Hoa Kỳ dài bao xa. Con đường lái xe dài nhất là con đường màu đỏ ở phía bắc. Người ta nói rằng là dài 3.527 dặm. Và nếu mà đi cái con đường màu xanh ở phía nam thì vào khoảng 2.339 dặm. Thế nhưng bờ phía bắc và bờ phía tây và bờ phía đông của nước Mỹ vẫn chưa phải là phương đông với phương tây. Cả hai sự đo lường này muốn nói lên lòng nhân từ của Chúa thật là vô hạn. Ngài đã tha thứ tội lỗi của chúng ta, đưa chúng ta vào hội thánh của Ngài để đời sống tội lỗi của chúng ta không còn làm chủ chúng ta nữa, không còn làm chủ con cái Chúa nữa. Và đây là một cái thí dụ cụ thể điển hình cho chúng ta thấy rõ được sự nhân từ vô hạn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Quý vị có nhớ ở trong vườn Ê-đen thì Đức Chúa Trời đã phán rằng những ai không vâng lời Ngài thì một mai chắc sẽ chết, phải không? Tất cả những ai không vâng lời Chúa thì sẽ phải chết. Và đó là luật pháp Đức Chúa Trời ban ra. Ngài áp dụng ngay điều đó với lại Adam và Eva. Thế rồi khi mà loài người sinh sôi nảy nở ra thì ai nấy đều phạm tội. Rồi Chúa diệt hết tất cả những người không có vâng lời Chúa, giữ lại gia đình của ông Noe 8 người. Rồi họ lại sinh con đẻ cái và sinh sôi nảy nở ra giống như là bao nhiêu tỷ người trên quả đất này ngày hôm nay. Ai nấy cũng đều phạm tội. Và nếu mà Đức Chúa Trời áp dụng cái điều mà Chúa phán ở trong vườn Ê-đen thì tất cả loài người chúng ta không có ai còn sống sót. Thế nhưng mà Chúa không muốn tất cả loài người phải chết như thế. Thế nhưng mà Chúa cũng không có vi phạm luật pháp của Ngài. Cho nên để cứu những người phạm tội, để những người phạm tội không có phải bị chết, Ngài đã phải ban con một của Ngài xuống thế gian để chịu chết thay cho những người phạm tội mà biết ăn năn. Thành ra Đức Chúa Trời công bằng, Đức Chúa Trời công chính, Ngài ban luật pháp của Ngài ra và Ngài cũng áp dụng luật pháp của Ngài một cách chặt chẽ, chứ không có phải rằng là Chúa là Đức Chúa Trời muốn làm gì thì làm. Vua David đã nghiệm rằng Đức Chúa Trời thương xót loài người như thế. Đức Chúa Trời thương xót loài người giống như là cha thương xót con cái, có thể nói rằng là hơn cha thương xót con cái nữa. Và các câu 13, câu 14 nói rằng Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta nắn nên từ đâu. Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Ai nấy đều biết rằng cha mẹ sinh ra con cái. Họ là những người đem con cái vào đời. Và vua David đã nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời cũng đem chúng ta vào đời. Ngài dựng nên chúng ta bằng cát bụi. Cho nên Chúa là cha thiên thượng của chúng ta. Mà nếu người cha thế gian còn biết thương yêu con cái của mình, thì người cha thiên thượng còn yêu thương con cái của Ngài đến đâu. Đã có lần Chúa Giê-xu so sánh như thế. So sánh hai tình yêu thương giữa người cha thế gian và người cha thiên thượng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 11 thì ghi lại lời Chúa Giê-xu rằng: Vậy nếu các con là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài hay sao? Thành ra Đức Chúa Trời là cha thiên thượng của chúng ta còn ban cho chúng ta nhiều điều hơn những gì mà cha chúng ta ban cho chúng ta, hoặc là chúng ta ban cho con cái của mình. Thành ra những câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 103 cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu ta hơn cha yêu ta. Và đây là một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu không giới hạn. Và tôi nghĩ rằng nhân ngày của cha năm nay, các câu kinh thánh ở trong Thi Thiên 103 sẽ giúp tất cả quý ông và ngay cả quý bà nữa, những người làm cha mẹ, có thể học hỏi để chu toàn chức vụ mà Chúa đã giao phó cho quý vị. Đó là chăm sóc cho con cái của mình. Tội lỗi của con cái làm ra không làm giảm đi tình yêu thương của người cha thiên thượng một chút nào cả. Mặc dù là đấng công chính, Ngài không thể bỏ công lý nên đã đành hy sinh con một của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc những người có lòng ăn năn. Cho nên quý ông bà anh chị em, hãy yêu thương con cái mình như Chúa yêu thương chúng ta. Và tôi cũng muốn dùng các câu Thi Thiên 103 để đề nghị với lại quý vị bốn điều. Thứ nhất, hãy ca ngợi sự công chính của Chúa. Ca ngợi và tôn trọng, chứ không chỉ ca ngợi không mà thôi. Ca ngợi, tôn trọng và cố gắng làm theo. Tại vì công lý được ban ra là để duy trì sự công bằng cho tất cả mọi người. Còn đời sống mánh mung, mưu đồ chỉ đem đến lợi lộc tạm thời mà thôi. Thứ hai, hãy tìm kiếm sự thương xót thiên thượng. Đây là sự tha thứ vĩnh viễn, chứ không giai đoạn, lúc nhớ lúc không. Tôi biết có nhiều người nói, ô, tôi tha cho con cái tôi, nhưng mà ngày nào con cái mình phạm tội cũng đem cái điều hôm trước ra nói lại. Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Ngài tẩy sạch đời sống của chúng ta đỏ như hồng điều, cũng trắng như tuyết, và Ngài không có ghi nhớ trong lòng những tội lỗi chúng ta đã làm. Đó là điều thứ hai. Thứ ba, hãy thỏa lòng với những ân huệ Chúa ban cho mình, ân điểm mà Chúa ban cho chúng ta ở trên các tầng trời rất là rời rộng. Không tàn phai, không hư mất, không hao tàn, không bao giờ hết. Và thứ tư,
hãy thỏa lòng với những ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Ngài sắm sẵn cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời sống hiện tại. Không phải chỉ đời sống hiện tại không, mà cả đời sống tương lai nữa. Nguyện xin Chúa ban cho tất cả quý ông, những người cha ở trong gia đình và tất cả những người làm con, một ngày của cha đầy ơn phước của Chúa, biết kính sợ Ngài và luôn luôn vui thỏa với những ân huệ Ngài ban. Amen. Giờ này xin kính mời quý vị ngồi nán lại và theo dõi một khúc video mà bà Mục Sư Hiền đã làm trong mấy ngày vừa qua từ những hình ảnh mà quý vị gửi cho bà. Thank you.
trong cái video này không? Sang năm, xin quý vị gửi hình cho người được giao cho trách nhiệm làm video thì chúng ta sẽ có được đầy đủ hình ảnh. Giờ này xin kính mời tất cả quý vị đứng lên cùng tôi cầu nguyện tạ ơn Chúa, sau đó chúng ta sẽ hát tôn vinh nhận chúc phước và mình sẽ ra ngoài thông công với nhau. Chúng con dâng lời tạ ơn Ngài vì Chúa có cho trong nước Mỹ này mỗi năm một lần đặt ra ngày của Cha để chúng con nhớ về những người sinh thành ra chúng con, và để chúng con những người làm cha ở trong gia đình cũng nhận biết được trách nhiệm của mình để thương yêu con cái của mình giống như là lời Kinh Thánh đã dạy dỗ, để cho tất cả chúng con đều biết rằng chúng con có một người cha thiên thượng. Mặc dù đời sống thế gian của chúng con đầy tội lỗi, nhưng người cha thiên thượng này, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng con đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa cho tất cả chúng con luôn rao truyền tin mừng này cho tất cả những người chưa biết đến Chúa, để họ cũng có được tin mừng đó, để họ cũng vui mừng rằng họ có người cha thiên thượng, người cha kính yêu, người cha đầy lòng nhân từ, chăm sóc, thương yêu và lo lắng cho đời sống của họ. Nguyện xin Chúa cho tất cả chúng con thấy được tình yêu thương của Chúa và học hỏi và sống trong đời sống của chúng con theo đời sống của Ngài, theo những gì Chúa bày tỏ trong Kinh Thánh, để chúng con đem bày tỏ được đặc tính, đức tính của Chúa cho những người chưa biết đến Chúa, để họ cũng thờ phượng Ngài như chúng con. Chúng con ta ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng hát tôn vinh. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, cho chúng con ngày nào cũng thấy được người cha thiên thượng của chúng con, cho chúng con ngày nào cũng nói theo những gì người cha thiên thượng của chúng con đã cư xử với chúng con, để chúng con cũng cư xử với con cái của mình từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Tạ ơn Chúa. Cùng nhóm của chúng ta sáng nay chấm dứt.